21 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đam mê được gần 10 năm, từng đoạt giải nhất và thay bản đất Việt toàn quốc năm 2016, giải nhất cây cáo vàng đất Việt toàn quốc năm 2018. Với mẫu tóc dự thi, tôi yêu hòa bình. Với màu xanh blue tượng trưng cho bầu trời, màu sáng khói tạo nên điểm nhấn của bầu trời đầy tươi sáng, kết hợp với màu đỏ và vàng, được trưng cho màu đỏ da vàng, tự hào là người dân đất Việt. Thank you.